bắt sinh vật lạ màu đen đem về nấu lên ăn khiến 3 người thương vong. Tối ngày 19 tháng 4, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Trờ, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn côn trùng, làm một người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, ba nạn nhân là ông Đinh Văn Ré, sinh năm 1963, anh Mai Văn Mói, sinh năm 1983 và bà Phạm Thị Dép, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Măng Đen, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cả ba người này đang khai thác bạch đàn thuê tại xã Đắc Sông, huyện Rông Trờ. Quá trình làm thuê, ông Gré bắt được nhiều con côn trùng màu đen, đem về chế biến. Và đến khoảng 17h30 phút ngày 18 tháng 4, ông Gré rủ anh Mói và bà Dép cùng ăn. Đến khoảng 19 giờ, cả ba người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu và đi cầu nhiều lần. Đến 3 giờ ngày 19 tháng 4, ông Gré kiệt sức và tử vong. Hai trường hợp còn lại được những người xung quanh phát hiện đưa đến trung tâm y tế huyện Krông Trờ cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe của hai trường hợp này đã tạm ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Trờ cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và nhà hảo tâm đã hỗ trợ để đưa nạn nhân tử vong về quê. Ngành y tế cũng đang tích cực chăm sóc cho các nạn nhân nhập viện điều trị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.